Ê bây giờ mình thử mình đứng trước xe mình bật đèn lên thử. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với game ăn trộm Thief Simulator này. Và hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn, đó chính là làm một cái phòng nest. Và theo như mình suy nghĩ thì trong cái khu nhà của mình á, thì nó không có đủ chỗ để mình làm một cái những cái bàn và để những cái máy tính lên. Cho nên là mình sẽ quyết định là làm nest ở ngoài sân vườn nha các bạn. Nói chung là không sao đâu, máy của mình nó có chuẩn IP68 chống nước, chống bụi mà. Và mình nghĩ là mình sẽ đặt ở khu này, tại vì khu này là nó khá là bằng phẳng và nó có ánh sáng đẹp nữa. Không, còn bên khu này thì các bạn thấy là nó có xe rồi, khu này thì mình không thể để được rồi, cỏ không à, ngồi đây mà chơi game là mũi nó cắn chết luôn á. Ok nha. Và trước hết thì mình cần đặt một số cái bàn, theo như mình nghĩ là mỗi bên 5 cái trước đi, 5 cái rồi 5 cái ghế ha. Bây giờ để mình đi đặt bàn cái đã. Rồi, và nếu các bạn thích cái video game Thief Simulator này đừng quên like cũng như là comment phía dưới nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây bàn này, đây bàn này mình nghĩ là được rồi chứ nét thì đã không có cần phải. Bàn nào mà nó cao sang cả, bàn này là chuẩn rồi. 2, 3, 4, 5. À, mình có cái tủ màu trắng hồi bữa mình đặt. Để bây giờ mình ôm mấy cái bàn này đi qua kia cái đó. Cái quá trình này nó khá là lâu nha các bạn. Tại vì cái bàn nó đi nó nặng á. Để bây giờ mình... Ê! Không làm nét ở ngoài sân được rồi. Tại vì nó không có cho đặt bàn. Vậy là mình chỉ làm nét được ở trong nhà thôi hả? Làm hành lang này cũng được. Cũng được, đặt ở đây. Ê, vậy là lấy thêm mấy cái bàn này, bây giờ mình sẽ dọn hết mấy cái đồ trên này đi ha. Rồi bây giờ làm nét ở đây đi. Tại vì lúc đầu nếu mà không dướng cái xe này thì cái không gian nó sẽ rộng hơn. Còn bây giờ trong nhà mình thì mình không có biết làm ở chỗ nào cả. Như các bạn thấy là cái hành lang này nếu mà làm máy ở đây nó rất là đi cái đường nó rất là chật và xấu cái căn nhà lắm. Rồi ok, thôi cứ làm bên này đi. Ê, tại vì thời buổi kinh tế khó khăn nó không cho làm ngoài đường biết sao giờ. Những cái món đồ mà các bạn đặt ở trong nhà là bắt buộc các bạn phải để bên trong nhà nha. Mấy cái đèn này chắc đi bán chứ không có gì trong 4 cây đó, mua lên Black Bay bán đồ nó đi. Tại vì mình ở nhà mình cũng không có xài nhiều, trong nhà có cây đèn rồi. Cho nên là bán mấy cái đèn này đi. 4 cây đèn mỗi cây là có giá là 500 đô và khi các bạn bán trên trang Black Bay là nó nhân gấp đôi lên là 4.000 đô nha các bạn. Giàu vãi chưởng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ ôm mấy cái bàn này ra luôn. Vậy là có thể là sẽ bên trong và bên ngoài á, mình nghĩ là để... 3 days later. Rồi ok, thì sau khi mà mình đặt những cái bàn này nó lại với nhau thì các bạn thấy là chúng ta có được một cái đường thẳng khá là đẹp. Một hồi thì mình sẽ để một cái màn hình, ấy màn hình và bàn phím để trên này thì nó có vướng không ta? Mình cũng chưa biết nữa. Nhưng mà bây giờ kệ đi, bây giờ và việc cần làm mình tiếp theo đó chính là mình đi trộm những cái màn hình máy tính. Rồi ok, và mục tiêu hàng đầu của mình bây giờ là sẽ lấy những cái màn hình, bàn phím và chuột nha các bạn. Còn lại những thứ khác là không quan trọng nữa. Và cái thứ hai đó là mình không biết được trong này có một số ngôi nhà nó sẽ có, một số ngôi nhà nó sẽ không. Cho nên là để mình đột nhập vô nhà, mình đi một vòng nhà cái đã. Nếu có thì mình sẽ lấy, và nếu không có thì thôi nha. À, và sẵn đây thì mình có đọc comment của một số bạn. Các bạn đó có nói là tại vì từ lúc mình chơi cái thiết bị tàng hình này thì không còn thú vị nữa. Game nó không còn thú vị, nó không còn kiểu mà lén lút như trộm nữa. Thì các bạn ơi, cái phần game mà lén lút trộm hồi đó mình đã từng chơi rồi. Mình chơi khoảng đâu được mười mấy tập á. Và cái lúc đó là end game luôn, hết rồi, hết cái mới, hết nhiệm vụ mới rồi. Và bên này là bên New Game Cộng. Và bên New Game Cộng thì nó có bán thiết bị Clacking Device này. Chủ yếu mục đích nó sinh ra là để các bạn lấy, các bạn phá thôi chứ không có gì hết trơn á. Chứ các bạn đã từng trộm rồi mà các bạn trộm lại nữa thì rất là chán đúng không? Game gì cũng vậy thôi, mình đã chơi qua rồi, mình chơi lại nữa thì nó rất là chán luôn. Cho nên là mình nghĩ là cái vấn đề mà lén lút thì nó không còn trên cái video tiếp của mình nữa rồi. Chỉ có... Bây giờ vậy là chỉ có đi vô trộm, đi khám phá, đi troll này kia thôi. Đồ mình không còn lấy nha các bạn. Dưới này không có đồ đâu. Chắc chắn luôn rồi, mình chỉ còn lấy màn hình. Màn hình là ưu tiên số 1. Ê, mà mình không nhớ là nó có cái thùng máy hay không các bạn. Cái thùng máy là không có thôi, mình xài màn hình Bluetooth đi. Máy tính Bluetooth đi. What the hell? Màn hình với bàn phím tao đủ chơi game mà không cần máy tính đâu. Màn hình với bàn phím tao đủ chơi game mà không cần máy tính đâu. Không cần cái thùng mà cái case đâu. Chỉ cần cái màn hình là đủ. Hình như nhà này nó không có luôn á trời. Sao tôi nghe nhé, nhà này giàu sang lắm mà không có một cái tivi, màn hình, máy tính. Trời đất ơi. I got a bad feeling about this. Hù. Thằng
thành thằng chồng nha các bạn. Bây giờ thử không? Hù. Thanh niên hắc rồi, thanh niên hắc rồi. Thanh niên này chơi hắc rồi, không được rồi, boss lên mới được. Nằm ở giường mà bật gậy cái nó biến xuống dưới giường, nó bắn mình luôn là hắc chắc rồi. À, hai nhà này mình nhé, mình có chìa khóa, để mình ra xem mình lấy chìa khóa. Đây trong này có chìa khóa nè. 102 và 113. 102 là nhà này, đúng rồi. Cần tận hình lên cái nè. Tin 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 tin. Vô. Rồi. Nhà có máy tính không? Cái màn hình máy tính đó mình không có mua được nha các bạn, bắt buộc phải đi trộm, trộm mới có. Tay cầm này không cần đâu, mình cần màn hình máy tính nè. Bùm, không có luôn. Rồi nhà này không có rồi. Theo như mình thấy sơ sơ là nhà này không có rồi, thường nó có mấy cái dấu, mấy cái cúp, mấy cái huân chương nó giấu ở đây. Rồi không có luôn. Rồi đi thôi. Đấy, nói chung là gặp mấy căn nhà mà nó nghèo nghèo cũng vậy thì thua rồi các bạn. Nhà này thì bây giờ mình tìm đường mà mở cửa đại đi. Cái quá trình mà dọn nguyên cái ổ nhà này cũng cực à. Hơi bị cực luôn á. Nhà có chó không? Không, nhà này không có đâu, nhà này có cái tivi mà được mình nhớ mình lấy cái tivi có cái bộ tay cầm Xbox nè các bạn. Còn cái remote không. Nhà này có con mẹ ở trong nhà tắm này, ở từ tối tới sáng nè, đây là con mẹ này, đây là đó không các bạn thấy không? Khi mà mình chơi được ở cái tầng hình này thì mình đi khám phá được rất là nhiều thứ luôn. Cực kỳ sướng luôn. Gì vậy chị? Gì vậy chị? Trong này có ma chứ có gì đâu. Đó, nói chung là nhà này không có gì hết trơn á. Mấy mẹ này mới nghe tiếng mới đi vô thôi. Hết rồi. Nhà này một ông chồng, hai bà vợ. Oh my god. Dữ. Khá là dữ. Để mình lên lầu mình coi có máy tính không. Công an, kệ công an chứ. Không, trên này không có. Rồi không có luôn. Cục router mình chưa có cần. Bây giờ mình đang đi khám phá nguyên một cái hàng nhà một trước rồi xong mình mới ghé qua những cái con chuột là ý lấy đỡ. Dù gì cũng là được. Rồi, mình thấy có nhiều bạn kêu mình là đi khám phá xe cảnh sát đi. Các bạn ơi, cái xe cảnh sát không có vô được. Nó dạng như một cái khối vuông trong game vậy đó. Nó là vật không thể chạm được luôn các bạn nha. Ê, bây giờ mình thử mình đứng trước xe mình bật đèn lên thử. anh đâu có nhanh được tới vậy. Vậy anh đi theo em hoài vậy anh. Ui, xe cảnh sát nó di chuyển. Đấy, các bạn thấy xe cảnh sát nó là những cái khối vuông đó. Là tạo hình có sẵn như thôi, nó còn cán đi xuyên người nữa kìa đó. Thấy không, nó đi xuyên xe luôn nè. Thành ra là không có thể nào vô được xe ngoài đường, không vô được, nói gì mà xe cảnh sát. Thôi bỏ đi, mình đi qua nhà tiếp theo đây. Nó mới cổng xe mình đâu, xe mình dục đó chắc bà nội cha nó chứ. Cái thứ gì đâu, đi đường ngoài cũng đi tông xe cho người ta vậy đó. Rồi thì mình mới đi trộm ba cái căn nhà này và không nhà nào có máy tính cả. Và mình nghĩ là chỉ có ở khu nhà 200 trở lên mới có nhiều máy tính thôi. Còn ở khu nhà này bây giờ còn hai căn, đó là 108, 107 là hai căn mà to nhất khu này. Còn lại thì hai cái căn nhỏ nhỏ, 112, 113 thì nó rất là nhỏ luôn, có chút xíu à. Nó, mình nghĩ là không có luôn á. Ok, kệ đi, cứ ghé qua thử xem có hay không ha. Chung là dù sao thì cái tiệm net của mình thì thấy hơi hiu á, màn hình thấy kiếm hơi khó đó. Bây giờ tìm chỗ đậu xe cái đã. Xong rồi vô 107 trước, xong ghé 108. Cái màn hình thì các bạn có thể bỏ vô túi được, cho nên chuyện này nó cũng khá là đơn giản. Rồi bây giờ đột nhập vô 107 ha. À mình nhớ có cái đường đi phía sau. Cái đường đây là đường leo rào phía sau nè. Không nhớ là nhà này có hay không nữa, nhưng mà kệ đi, cứ ghé qua cái đã. Hello bà chị. Trong này nó có chó nó mới vui các bạn ha. Thề luôn, cái cảnh mà mình đi chợ mà chó nó rượt cái trời nó vui. Đợi thằng này đi ra cái đã. Thanh niên này đi ra vườn á. Đó là cái hôm mà định mệnh mình với anh đó gặp nhau, hai thằng la làng trong cái sân. Chán thiệt chứ. Giờ tới giờ bà này bà đây bà ngó ra ngoài. Cái đèn dởm á nó có 4 đô thôi. Còn mà hàng real hàng xịn á tới 500 đô lận. Cách nhau quá trời luôn, một con số không hề nhỏ. À rồi, nhà này nó nghèo còn hơn cái gì nữa, nó toàn là đàn guitar rồi xong không có món gì luôn. Bao nghèo luôn á các bạn. Chán không thèm nói luôn. Cái 108 cái đó. Uầy, nhà 108 này chơi sang vãi, mở cái gara cho mình vô luôn.
Ủa mình nhớ lúc trước làm gì có mở đâu ta. Hay là nhà này nay bị hack rồi, bị phá rồi. Ủa nhà nó mở sẵn cho mình luôn. Hình như nó bị dọn đồ rồi. Ê, cái guitar nè. Cái này mình có rồi. Đấy, các bạn thấy mình đang bị công an dí á. Cái lý do mà mình phải đi từng nhà mình mò như vậy là tại vì lỡ đâu hai anh con trai sống trong nhà luôn hả? Quỷ sứ ha. Tại vì lỡ đâu mà có một số nhà nó có màn hình á. Với lại cũng có nhiều bạn kêu là chắc có, mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn kêu sao anh không tìm thử những cái căn nhà ở một home xem. Rồi thì sẵn đây mình sẽ làm cho các bạn luôn là toàn bộ đều không có màn hình nha. Đi từ trên xuống dưới luôn, toàn bạn làm việc không hay là mình trước mình đã từng lấy rồi ta? Chắc có mà từng lấy rồi, nghi lắm. Chắc là có nhưng mà giờ mình lấy rồi, lấy hết rồi, nó không có cái chỉnh ra nữa, nó không có spam ra nữa. Cho nên là bây giờ không còn cái màn hình nào luôn. Rồi chuẩn rồi. Thôi bây giờ ghé ở bên nhà 20 nha các bạn. Phải chi bây giờ mà mình ghé là được cái ông kia mình đã mua là những cái màn hình mình từng bán á, thì hay biết mấy ha. Nhưng mà không mua được cho nên là bây giờ phải đi rà từng nhà xem là nhà nào còn cái màn hình rồi mình vô mình mượn. Mượn để về làm nét thôi, mốt trả không có gì đâu. Rồi vô thử xem là nhà này có hay không nha. Và mình nghi là nhà này hình như mình đã từng trộm cái màn hình rồi á. Không mà hình như nhà đầu 2 này nhiều lắm. Tại vì đầu 2 này có một số căn mình chưa có trộm. Tính ra mình mới trộm 2001 với 2008, 2007 thôi. Còn là những một số căn kia mình vẫn chưa có đụng tới nó. Ê, cái màn nó bị lỗi nè các bạn. Ê có cái laptop. Có nên làm tiệm net bằng laptop không ta? Thôi kệ cứ lấy đi cái đã rồi. Có gì không được thì bán. Chúng là cứ lấy đi cái đã. Biết đâu được lỡ mình cần. Sao lỡ đâu cái chỗ đó thiếu máy rồi mình gắn laptop vô cũng được vậy. Hết máy, full máy cho nó cho laptop đỡ. Cũng là một ý hay. Rồi cứ để đi, mình ghé qua bên nhà 204. Ôi, tình hình gắt vãi chưởng các bạn. Mình bị công an nó bao vây. Công an nó đang dí mình, anh trai đang chạy bộ theo mình luôn các bạn thấy không. Mình biết tại sao, lý do tại sao mà bị công an nó dí, nó gắt tới như vậy. Nhưng mà anh trai anh đang cố gắng rượt theo mình bằng những đôi chân thiệt là mạnh mẽ trên con đường. Thôi bay đi đi, xe công an tới rồi. Không, khi mà xe công an nó đụng mình không sao đâu nha các bạn. Khi mà xe công an nó đụng mình không sao đâu nha các bạn. 2 hours later. Ấy. Xe công an nó đụng mình không sao đâu nha các bạn. Xe công an nó đụng mình không sao đâu nha các bạn. Rồi, hiện tại mình đang có mặt ở nhà 204 nha các bạn. 204 này là một căn nhà hình như mình chưa vô luôn. Đúng rồi, chưa vô bao giờ luôn. Và chắc chắn trong này nó sẽ có đồ. Đồ xịn nữa là khác nha, ngon. Có một cái tấm boss cổ, một cái tấm quảng cáo cổ và một cái bình cổ ấy. trộm. Nhà này thì thường mấy căn nhà này nó đều nó có báo động bằng kính hết trơn. Ấy không có hả? Kỳ ta, nhà gì kỳ quá. Kiếm màn hình. Màn hình là trên hết. Không có gì quan trọng bằng màn hình. Hello hai anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ ghé một vòng. Ai đây. Có màn hình rồi nha các bạn. Có màn hình, có cả combo bàn phím luôn. Ngon. Dưới này không có gì đâu. Bây giờ mình mở cái sắt này để mình mở mình lấy đồ có đã. Có một cái chậu cổ, cái bình cổ trong này. Tên 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 tên. Ý bình này về. Trưng trong nhà là hết sảy con bà bảy. Rồi chúng ta đi tiếp nào, có màn hình nữa không? Ý, hai cái màn hình luôn các bạn à. Wow, đây là cái tấm boss, tấm quảng cáo thời xưa. Ý, hai cái màn hình luôn, rồi ổn rồi đó. Chuột bàn phím nó không bao giờ nằm trong đó, cục router thì mình nghĩ mình không cần lấy nhưng mà kệ đi, cứ lấy sẵn vậy, không sao cả. Rồi, ổn rồi đó, chén dĩa này nó kêu mình phá, ủa không, nó kêu mình phá đồng hồ. Phá đồng hồ. Trộm nãy giờ mới có luôn á. Cực khổ tới vậy luôn. Thôi, nói chung là xong một căn nhà rồi nha các bạn. Quá ổn luôn. Bây giờ mình sẽ đi ra. Xong rồi bỏ đồ vô xe. Xong rồi qua nhà 205. Ây, bị công an phát hiện nữa rồi. À, thằng nó nhìn ra cửa. Nó thấy hình như là cửa. Ủa? Không biết tại sao nhiều lúc mình bị công an nó phát hiện nhiều cái nó vô lý lắm kìa. Thực sự luôn. Không hiểu tại sao luôn á. Rồi, cất đồ vô cái đã. Rồi, và bây giờ mình sẽ biểu diễn màn ảo thuật vô nhà bằng cái cách mình đã từng vô ở căn nhà 205 này. Huy cho, vô. Ấy, dân chuyên nghiệp mới vô được các bạn hiểu không? Nhà này có thằng cha bữa mình mới trộm tập trước xong nè. Trộm cái tivi màn hình công xong. Chả chứ ai.
anh Jakuku cầm cái súng dắt đi vòng vòng trong nhà, rảnh quá mà không có gì làm, mà nhà này hình như là nó không ai có tivi, chỗ hồn tưởng nó cái màn hình màn hình mới chơi tivi, không chơi tivi nó bự lắm mà nó không có chức năng giống màn hình được. Ai mắc thì không thể chơi game được, nhưng mà không sao, giơ tay di là chơi được hết, nó không có thùng PC mà nó vẫn còn chơi được mà. Nói gì, nói chung là nhà này cũng không có đồ rồi. À, có căn phòng này có một số laptop nha các bạn, lấy laptop về để trên bàn cũng được. Ấy nói chung là mình không có màn hình máy tính thì mình lấy màn hình laptop cũng được, cũng là máy laptop chơi ngon nó, tại laptop nó có này, có chuột nè, tôi thiếu chuột nãy giờ luôn, có tai nghe để tôi lấy tai nghe cho khách nghe. Nói chung là nếu mình biết là hơi thiếu thốn á, nhưng mà có gì được cái đó. Đâu phải nét như người ta đâu mà đòi hỏi được đúng không? Có gì chơi đó thôi. Ê, laptop đó nè, ấy cục router đó nè. Rồi, ngon lành, đi về cất đồ rồi đã, tại vì đồ mình full hết trơn rồi ha. Bây giờ mình về mình cất đồ xong rồi mình quay lại. Rồi, hiện tại mình đang ở nhà và bây giờ mình sẽ lấy những cái mà mình trộm được, bốn cái laptop. Laptop mình nghĩ để dưới này đi các bạn. Đây laptop mình trưng dưới này. Chờ một khoảng để con chuột, nhưng mà chuột mình nghĩ cũng thiếu á, cho nên là à, laptop có chuột mà đúng không? Trời dân bro tra hát bằng con chuột ở trong laptop mà cần gì. Hai laptop để nhau được ta. Ê ngon. À. Ok, hóa là mình nghĩ để sole, ta để sole nhìn máy nó sẽ nhiều hơn á, tại vì để này là nhìn nó khá là ít máy luôn. Nét đỉnh cao. Rồi, đấy để sole các bạn với nhau, tại vì màn hình mình cũng thiếu nhiều lắm. Thực sự khu này mình trộm mình không biết được nhiều hay không nữa, cho nên được nhiều thì hay bao nhiêu. Ủa laptop hết rồi, à cái laptop cuối cùng đây. Rồi, bỏ lên đấy. Ngon lành, bây giờ mình ra xe mình lấy đồ thêm, cái đồ mình cũng mình cất trong xe hết trơn rồi. Laptop nè, màn hình nè, chuột nè, bàn phím nè, router nè. sắp được tiệm net rồi. Hai cái màn hình đúng không? À, hai cái màn hình mình sẽ để ngoài đầu này. Ê mà để vậy, ừ đúng rồi, để vậy đâu có chỗ lấy bàn phím đâu. Vậy là mình nghĩ là chỉ có một hàng ghế trong này mình chơi thôi. Ừ đúng rồi, thôi cứ tạm thời là có một hàng ghế trong này cái đã, tại vì còn có bàn phím nữa các bạn à. Cái bàn phím nó cũng tốn diện tích lắm á, đây nè. Đó. Cái phím này lâu nó đặt không được nha, nó bị lỗi lâu đặt không được. Lâu nó bị lỗi. À bàn phím nó không thể đặt được thấy cái kiểu kia nó bị lỗi, cho nên là mình dục nó xuống như vậy nha. Và bên này là tiếp theo là một cái màn hình tiếp. Ấy. Thiếu bàn phím thôi nhưng mà không sao, chuột mình có rồi. Đây chuột đây. Đó, bên kia laptop nó có chuột sẵn rồi các bạn, nó không có cần đâu. Tuyệt vời. Ê giờ tính là mình không cần nhiều màn hình đâu, mình cần khoảng cỡ 3 cái nữa là được, dư rồi, 3 cái nó dư sức rồi. Tại dưới này nó có combo laptop rồi, bây giờ mình đổi mấy cái laptop này vô đây nó là xong, để mở đèn lên, nó là tối quá nhà gì đâu mà thiệt sự luôn á. Do là cái cục router nó cũng bị dở chứng một xíu cho nên là mình dục nó đây luôn. Ấy cho các bạn thấy nó không có đặt được ở trên, nó chỉ đặt được dưới đất thôi. Rồi, được hai máy rồi, bây giờ mình đi vô trong mình cất một số đồ lúc nãy mình trộm được cái đã. Đây là một cái bình cổ và theo như mình thấy thì nó khá là xấu. Bình này à rồi mình nhớ rồi đó, mình có trộm một cái bình bự hơn nữa. Rồi bây giờ ra lấy cái tấm kia nó là xong. Rồi, xong hết nha các bạn ơi. Đây là những cái tấm đây là cái tấm quảng cáo cổ, đây là cái tờ báo cổ. Đây là cái đĩa than, bên này là những cái đồ cổ bên này, đây là cái loa lúc nãy mình mới trộm được. Nói chung là giúp cho cái bộ xem phim, cái bộ sưu tập của mình nó thêm phong phú, nó thêm sống động, không có gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ vẫn đi trộm tiếp. Thì bây giờ ghé qua nhà 20 tiếp. À lúc nãy mình ghé 204 và 205 rồi, bây giờ mình sẽ ghé 206. Và 206 là sẽ là cái căn nhà cuối cùng của mình. Tại vì cái phòng net của mình nó cũng khá là ổn rồi. Như vậy là cũng gần ổn rồi chứ không phải là không hẳn là thiếu đâu. Mình leo vô bằng cái cách này nha các bạn. Vô. Rồi. Nhà 06 này mình chưa trộm một cái gì luôn nào, chưa trộm một cái món nào trong này luôn á. Chuẩn rồi, bây giờ mình tìm đường đi lên trên tầng trên xem có không. Ủa nhà này, ui nhà này nó chỉ có tầng trệt thôi. Rồi, đột nhập vô vậy. Nói chung là cái trò này tùy lúc, có lúc dễ, có lúc khó. Và có lúc thì ấy có người đang tắm kìa. Hello. Ủa nữ hả? Trời, hết hồn tưởng trai không quỷ sứ à.
cái bình cổ ở đây đúng không? Ừ, không sao. Mình cần chúng ta có một cái đồng hồ cổ ở đây. Lụm có tiền. Lụm về trang trí thôi chứ không phải làm gì. Cái sắt hả ta? Oh wow, các bạn hỏi chứ ai đời để cái sắt vô trong cái gara vậy. Mình cũng bó tay luôn, tiền với lại đồng hồ nè. Đồng hồ bạc vàng, tiền tiền đây có một cái đồng hồ bạc và một cái sợi dây chuyền ấy ngon. Mở cổng chơi cho vui. Để coi hồi mình lùi xe vô đây được không. Bây giờ mình nhà có thêm thằng chồng nữa nè, và hai vợ chồng luôn đó. Mình cứ tưởng đâu là chỉ có mỗi một một người thôi. Hello anh trai, em tới mượn đồ ở trong nhà, không biết nhà anh có đồ không ha. Cứ nhà này nó theo như mình thấy thì toàn là laptop không, cái máy tính bảng. Ê mình nên làm một phòng PlayStation không các bạn. PlayStation đó có nghĩa là cái màn hình xong rồi hai cái tay cầm này được nè. Cứ lấy về trước cái đã, muốn màn hình TV mình chọn sau nếu mà các bạn muốn. Ôi vậy là đợt này nét mình toàn laptop không à, không có máy bàn rồi. Ồ laptop không là laptop rồi trời, chuột cũng có luôn. Ê nhà phòng này TV khá nhiều nha, hai cái TV bự rồi nha, thấy rồi đó. Tôi là tôi ngó rồi đó. Ngủ đi bà, để tôi lùi xe vô cho. Đúng rồi, mình lùi xe mình vô. Ha, mình mở cái cửa gara rồi đúng không nè. Ôi ngon vãi. Được được, trò này được, trò này được. Chung là trộm lâu lâu mình phải có mấy cái pha hết hồn cho người nhà nó giật mình chơi. Bây giờ mình lùi xe vô. Và cái này thì hên xui nha các bạn, một 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 là ăn hết, hai là nghỉ luôn. Rồi lùi xe vô. Bip 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 bip. À nó nghe được, chết bà, chạy công an các bạn. Thôi nói chung là nhà 206 này cũng không có đồ nhiều lắm, toàn là màn hình nhưng mà được có hai cái tivi bự và mấy cái tay PlayStation để bố mình lấy về sau. Tạm thời là vậy đi. Nói chung lúc nãy giờ mình trộm toàn là được đúng hai cái màn hình bự, còn lại là toàn là laptop không mà các bạn, nhìn hai cái laptop luôn, tận hai cái luôn. Nét này mốt đặt tên kinh doanh là nét laptop mới được. Phải laptop mà mạnh mạnh như mấy cái dòng laptop gaming đồ mấy chục triệu, gần cả 100 triệu một con rồi cũng mừng, còn có laptop gì đâu. Chán luôn, không mà cũng được đi. Laptop này dễ dễ xài dễ mất, ví dụ nó vô nó ngồi mà không có để ý là họ đi ra mất tiêu cái laptop luôn, mà không phải mất cái mà mất quyền vàng luôn mới đau. Hai tai nghe đây nha các bạn, đây cục router đây, bây giờ mình còn thiếu một chỗ này thì hẹn các bạn vào hôm sau đi, mình sẽ chơi tiếp nha. Và ok mình sẽ dừng video tại đây và chúc các bạn xem video vui vẻ. Thì hôm nay thì thực sự là nó cũng không có thú vị lắm, tại vì do là chủ yếu là mình theo với các bạn mình mở laptop thì mình đi tìm laptop, thì nói chung là nhìn cái hàng này thì cũng ổn á. Chứ là mình chỉ được tới vậy thôi. Còn lại thì hẹn các bạn vào tập sau, từ từ bắt đầu mình sẽ trộm những ngôi nhà mới hơn. 2006, 2002 hết rồi. 2007, 2008 mình trộm rồi, 2001, 2004, 2005 mình trộm, 2003 không có ta. 2004, 2005 mình trộm rồi nè, 2006 mình mới ghé rồi, vậy là chỉ còn 2007. 2007 ở đâu? Ủa 2006, 2006. Vậy là 2003 với 2006 mới thôi là xong game rồi. Thấy cho nên là như vậy thôi ha. Thì nếu các bạn nào có yêu thích cái tựa game này thì các bạn có thể xem là những cái video trước của mình có tổng hợp một cái danh sách Thief Simulator trên kênh mình. Còn lại thì sau này mình sẽ tìm một số game mới mình chơi nữa, tại vì cái game game này bắt đầu bây giờ nó sẽ hết những cái nội dung rồi, hết những cái ý tưởng rồi và bắt buộc phải dừng thôi nha các bạn. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Bye bye.